Mai hả? Không có. Đúng. Làm sao? Ngày 4 tháng 4 thứ hai. Ngày 14 anh. Nó ngày 4. 4. Ngày 4 là sao rồi? First week of February. Ờ. Khách sạn được chủ nhật đó phải không? Đó. Chủ nhật đầu tiên của tháng 2. Cái đầu cũng ngoài luôn hả? Ừ, ba trái. Hai trái quýnh đấy, ngoài. Có cái ba rồi, có cái ba. Cái sao không kêu nữa, chạy ra ngoài. Sao kêu nữa, chạy ra ngoài. Anh kêu là cái ai mới ngưng á. Anh kêu ngoài, anh nhấn thêm cái ngoài nữa, là bỏ. Tao lúc tao hết tiêu hết rồi. Bây giờ đánh cái cỏ đó qua tao hết tiêu hết đã. Thank you.
Yeah.